Mưa tên lửa lại trút xuống thành phố cảng Mykolaiv. Trong khi đó, Ukraine tiến nhanh chưa từng thấy, thâm nhập sâu thêm 500m ở Bakhmut. Anh và Hà Lan cũng chắp thêm đôi cánh cho Kiev, cam kết hỗ trợ chiến đấu cơ, thành lập liên minh tiềm kích. Ngay lập tức, Nga tuyên bố sản xuất hàng loạt tên lửa xuyên giáp S-8OFP. Đồng thời thuê các cựu chiến binh nhà nước Hồi giáo thâm nhập Mỹ, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, rộ thông tin quan chức cấp cao Nga bị cấm từ chức, Điện Kremlin phản ứng thế nào? Chưa dừng lại ở đó, thủ lĩnh ở Crimea còn cảnh báo chế độ của Điện Kremlin đang bị lung lay. Mặt khác, thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen chính thức gia hạn thêm 2 tháng. Ở diễn biến khác, Trung Quốc, Nhật Bản thiết lập đường dây nóng để quản lý và kiểm soát khủng hoảng. Lãnh đạo Kim Jong-un cùng con gái thị sát trung tâm phóng vệ tinh trinh sát. Liên Hợp Quốc kêu gọi số tiền gần 2,6 tỷ đô la Mỹ để viện trợ nhân đạo cho Sudan. Cùng nhiều thông tin xã hội đáng chú ý. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế. Những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine hứng chịu thêm một cuộc tập kích tên lửa dữ dội. Thị trưởng Oleksandr Senkevich hôm 17 tháng 5 cho biết, viết trên ứng dụng Telegram, ông thông báo đại lý ô tô, trung tâm mua sắm, khu công nghiệp và các tòa nhà chung cư đã bị tấn công. Lính cứu hỏa đã cố gắng dập tắt đám cháy lớn ở phía ngoài đại lý ô tô Suzuki và trung tâm mua sắm gần đó. Moscow chưa bình luận về đợt tập kích mới ở Mykolaiv. Nga luôn phủ nhận nhắm vào mục tiêu dân sự. Mykolaiv là một trung tâm đóng tàu và thành phố cảng nhộn nhịp của Ukraine. Với dân số khoảng 470.000 người trước xung đột, thành phố đã hứng chịu những cuộc oanh tạc dữ dội suốt từ tháng 2 năm ngoái. Trong khi đó, hãng tin Sky News trích dẫn thông tin từ người phát ngôn quân đội Ukraine ở mặt trận phía đông, ông Serhiy Cheravasti cho biết lực lượng nước này đã đạt được những bước tiến mới trong cuộc giao tranh ác liệt gần thành phố miền đông Bakhmut. Cụ thể, ông Serhiy Cheravasti nói với truyền hình Ukraine, các đơn vị của nước này đã tiến lên phía trước tới nửa km. Chúng tôi đang thực hiện thành công chiến dịch phòng thủ, phản công và trong ngày 17 tháng 5, các đơn vị của chúng tôi đã thâm nhập sâu tới 500m, tiến vào một số khu vực của mặt trận Bakhmut, vị quan chức nói. Bên cạnh đó, theo ông Cheravati, những ý kiến cho rằng lực lượng Nga đang thiếu đạn dược là không chính xác. Kẻ thù đang tìm cách chiếm lấy thành phố, tấn công bằng tất cả những gì họ có, ông Cheravati nói. Nhằm đạt được những thành công nhất định, phía Nga còn đang điều chuyển thêm các đơn vị mới tới Bakhmut và chủ yếu là lính dù, vị phát ngôn viên nói thêm. Trước đó, vào hôm 16 tháng 5, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho hay, lực lượng của nước này đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 20 km2 ở vùng ven phía Bắc và phía Nam Bakhmut. Giữa lúc đó, đài CNN dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 16 tháng 5 cho biết, Anh và Hà Lan đang hợp tác thành lập một liên minh quốc tế để giúp Ukraine mua máy bay chiến đấu F-16. Đây là loại vũ khí mà theo Kiev sẽ có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh Nga không ngừng gia tăng các cuộc không kích nhắm vào Ukraine. Nguồn tin từ phố Downing cho hay, hai quốc gia đồng minh NATO đang cố gắng đưa các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất đến Ukraine, cũng như đào tạo các phi công của Kiev sử dụng chúng. Thông tin được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Sunak và người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Iceland. Ukraine vốn cho rằng các chiến đấu cơ là vũ khí cần thiết để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Andrei Jermak, người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, chúng tôi cần những chiếc F-16 và rất biết ơn các đồng minh của chúng tôi vì quyết định này. Đặc biệt là Mỹ, một đồng minh NATO khác, cũng đã xác nhận sẵn sàng huấn luyện các phi công Ukraine, ông Jermak cho biết thêm. Được biết, lực lượng không quân Hoa Kỳ có gần 800 chiếc F-16 trong phi đội của mình. Trong khi đó, ngoại trừ Vương quốc Anh, Hà Lan và Mỹ đều sở hữu F-16 trong lực lượng không quân của mình. Cùng lúc đó, theo RT đưa tin, Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa máy bay công suất cao mới nhất với tầm bắn và hỏa lực được tăng cường và có thể triển khai trong năm nay trong các cuộc giao tranh với Ukraine tại chiến trường Đông Âu.
Theo đó, Phó Giám đốc Nhà sản xuất Quốc phòng Thomas Alexander Kokin đã chia sẻ tin tức về S-8 OFP với RA Novosti bên lề một sự kiện triển lãm quân sự ở Belarus hôm 17 tháng 5. Loại tên lửa thế hệ mới này có biệt danh Xuyên Giáp là phiên bản mới nhất của dòng tên lửa tự hành S-8 dành cho các phương tiện tấn công trên không, bao gồm máy bay hỗ trợ trên không và trực thăng. Theo Thomas, vũ khí này được trang bị động cơ đẩy có kích thước nhỏ hơn so với các phiên bản S-80 trước đó, tạo lực đẩy mạnh hơn và giúp giảm bớt phần động cơ đẩy của tên lửa, mang lại khả năng chịu tải trọng lớn hơn cho các phương tiện chiến đấu. Tên lửa được trang bị đầu đạn có thể xuyên qua tường và các chướng ngại vật khác, nếu cần, trước khi phát nổ. Bên cạnh đó, S-8 OFB được biết đến có khả năng mang đầu đạn nặng 9 kg và có thể nhắm mục tiêu cách xa lên đến 6 km. Trong khi đó, giống như các tên lửa cùng dòng khác, vũ khí này mang bộ 20 ống phóng tên lửa 80mm được sử dụng trong các máy bay quân sự Nga. Vào năm 2028, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim về việc triển khai S-8 OFP từ một máy bay trực thăng trong các cuộc thử nghiệm. Một năm sau đó, Thomas báo cáo loại vũ khí này đã hoàn thành xuất sắc các cuộc thử nghiệm và được phép đưa vào sử dụng. Chưa dừng lại ở đó, The Moscow Times dẫn nguồn tin từ trang tin độc lập Medusa của Nga cho biết, cơ quan an ninh liên bang của nước này đã tuyển dụng các cựu chiến binh nhà nước Hồi giáo để thâm nhập vào Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Thông tin trên do 4 chiến binh được tuyển mộ chia sẻ. Một nguồn tin giấu tên thân cận với cơ quan an ninh liên bang Nga FSB xác nhận, cơ quan này đã nỗ lực triển khai các cựu chiến binh nhà nước Hồi giáo chịu trách nhiệm thâm nhập vào giới quan chức quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, phần lớn nỗ lực đều không thành công. Trang tin Medusa đã phỏng vấn một cựu chiến binh nhà nước Hồi giáo Nga có tên là Bajan Kutanov, người đã đồng ý làm việc cho FSB ở Ukraine để được giảm án tù từ 20 năm xuống 4 năm. Chiến binh này cho biết, trái với kế hoạch, anh đã được Nga cử đến Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022 với nhiệm vụ thu thập thông tin bí mật về việc gửi các chiến binh khác đến Ukraine. Còn tại Ukraine, FSB được cho là đã mua chuộc được một chỉ huy nhóm tiểu đoàn tình nguyện chiến đấu cho Kyiv kể từ năm 2014. Anh ta là gai mắt của chúng tôi ở đó, vẫn còn nhiều người khác làm nhiệm vụ tương tự. Ông Kutanov nhớ lại lời những người tuyển dụng của FSB đã nói với mình. Trong khi đó, Ukraine cho biết hồi đầu năm nay, nước này đã phát hiện hơn 600 điệp viên của Nga. Medusa dẫn lời nhà nghiên cứu về hành động cực đoan Vera Mironova nói rằng các nhà chức trách Hoa Kỳ đã bắt giữ khoảng 50 người Nga bị tình nghi là đặc vụ FSB tại biên giới với Mexico kể từ khi xung đột Đông Âu nổ ra hồi tháng 2 năm 2023. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB, cơ quan an ninh Ukraine SBU và Điện Kremlin đã không phản hồi yêu cầu bình luận của Medusa. Giữa lúc chiến sự sụp sôi, nội bộ nước Nga lại chất chứa thêm nhiều mâu thuẫn. Theo CNN đưa tin, iStory, một cơ quan truyền thông độc lập của Nga vừa tuyên bố, các quan chức cấp cao của Nga tại Điện Kremlin và trong các khu vực đã bị cấm rời bỏ chức vụ đương nhiệm. iStory là một hãng tin tức điều tra trực tuyến có trụ sở bên ngoài nước Nga và được điều hành bởi một nhà báo nổi tiếng Roman Anin, người cho biết nguồn tin của ông bao gồm những người quen của các quan chức cấp cao trong phủ tổng thống. Theo đó, Anin nói với CNN, anh không biết có bao nhiêu người đã cố gắng từ bỏ chức vụ của mình nhưng không được phép. Tuy nhiên, tôi có được vài ví dụ cụ thể. Chẳng hạn như các thống đốc, nhân viên thuộc lực lượng an ninh đến những người đang phục vụ cho tổng thống, ông Anin nói, nhưng từ chối cung cấp tên các quan chức để bảo vệ nguồn tin của mình. Cũng theo iStories, một cựu sĩ quan của cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cho biết, ông biết về ít nhất 2 người giữ chức vị thống đốc từng cố gắng từ chức. Nhưng bộ chính sách nội bộ của chính quyền tổng thống đã cấm họ rời bỏ chức vụ và chỉ ra một số vi phạm hình sự có thể được sử dụng để chống lại họ nếu họ tiếp tục ý định này. Các tuyên bố nói trên hiện vẫn chưa thể xác minh tính xác thực. Theo anh Anin, chính sách này không chính thức và không bao giờ được truyền tải bằng văn bản. Không thể có văn bản từ chối hay kiến nghị nào vì lệnh cấm là bất hợp pháp. Tất cả đều diễn ra không chính thức. Một thống đốc của khu vực nộp đơn từ chức và ông ta đã bị triệu tập đến bộ chính sách nội bộ, bị coi là kẻ phản bội và bị đe dọa sẽ bị xử lý hình sự nếu ông ta nhất quyết rời bỏ chức vụ của mình, nhà báo nói thêm. Theo một sắc lệnh của tổng thống, các quân nhân theo hợp đồng, phần lớn là nhân viên của FSB, không thể rời đi, ngay cả khi hợp đồng của họ hết hạn.
Anh Anin cho rằng lệnh cấm này có thể đang được áp đặt với hai mục tiêu. Một là nếu nhiều người rời đi thì hành chính công có thể trở nên khó quản lý. Vì vậy, lệnh cấm sẽ ngăn chặn tình trạng mất kiểm soát. Trong khi đó, mục tiêu thứ hai có thể là để người dân và các cấp dưới thấy rằng chính quyền hiện nay vẫn đoàn kết và mọi người đều có trách nhiệm đối với vị trí đương nhiệm của mình và không ai muốn rời bỏ. Trong khi đó, phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 16 tháng 5 nói với CNN, các báo cáo về việc các quan chức cấp cao bị cấm từ chức trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt là không chính xác và là một trò lừa bịp khác. Song song với đó, thủ lĩnh của người Tatar ở bán đảo Crimea, ông Mustafa Chemilev cho biết, tại Liên bang Nga, một sự thay đổi sẽ nhanh chóng xảy ra bên trong Điện Kremlin. Ông Chemilev cũng là thành viên của Quốc hội Ukraine. Ông nói với Ukrinform, nỗi sợ hãi đang bao trùm ở Nga. Những người nước ngoài sống ở đó cũng chịu áp lực lớn. Do đó, với tình hình hiện tại, rất khó để có phong trào nổ ra ở Nga. Nhiều người buộc phải rời khỏi đất nước. Theo ông Chemilev, các phong trào ở Nga sẽ phát triển hơn và điều đó tùy thuộc vào mức độ tự do ngôn luận. Ông Chemilev nói, ở thời Liên Xô, các mặt trận nhân dân nổi lên và các phong trào dân tộc được hồi sinh. Và ở Nga hiện nay, mọi thứ có thể diễn ra rất nhanh khi có quyền tự do ngôn luận. Tôi tin rằng sẽ có sự thay đổi chế độ ở Nga. Tuy nhiên, ông Chemilev không nghĩ rằng các nước phương Tây sẽ không đóng góp gì vào vấn đề này. Ông giải thích rằng, phương Tây từng phản đối Liên Xô giải thể vì lo sợ không biết vũ khí hạt nhân rồi sẽ rơi vào tay ai. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của Liên Xô, những lo ngại như vậy đã được chứng minh là vô căn cứ. Trước đó, cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cũng tuyên bố rằng Nga sẽ có cơ hội chuyển mình nếu bị đánh bại trong cuộc chiến với Ukraine. Mặt khác, đài CNN hôm 17 tháng 5 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Phần Lan tại Helsinki cho biết Nga đã đóng băng tài khoản của các phái bộ ngoại giao Phần Lan trên lãnh thổ của mình. Các nhà ngoại giao Phần Lan xác nhận tài khoản ngân hàng của Đại sứ quán Phần Lan tại Moscow và Tổng lãnh sự quán tại St. Petersburg đã bị đóng băng và không thể sử dụng được. Tờ báo trích dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết Phần Lan đã liên lạc với chính quyền Nga và yêu cầu điều tra. Ngoài ra, Helsinki cũng đã đề nghị phía Nga đảm bảo các giao dịch thanh toán của các phái bộ ngoại giao Phần Lan. Cũng theo bộ này, chính quyền Nga vẫn chưa lên tiếng giải thích về quyết định đóng băng tài khoản của họ. Trước đó, vào tháng 4, Phần Lan đã chính thức trở thành thành viên thứ 31 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nối dài đường biên giới của liên minh tiếp giáp với Nga thêm khoảng 1.300 km. Đánh dấu một sự thay đổi lớn trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động và thách thức đối với an ninh ở khu vực Đông Bắc châu Âu. Việc Phần Lan tham gia liên minh an ninh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã giáng một đòn mạnh mẽ vào Tổng thống Nga Vladimir Putin, người từ lâu đã tìm cách làm suy yếu NATO và yêu cầu khối này ngừng mở rộng từ trước khi xung đột với Ukraine bùng nổ. Đầu năm nay, Phần Lan bắt đầu xây dựng hàng rào chắn ở biên giới phía đông với Nga. Dự án được triển khai vào cuối năm 2022. Bao gồm các kế hoạch xây dựng hàng rào dài từ 130 đến 260 km dọc theo biên giới phía đông của đất nước. Cũng theo CNN đưa tin, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Nga đã đạt được một thỏa thuận nhằm gia hạn thời gian cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine ở Biển Đen. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là người đầu tiên thông báo thỏa thuận dự kiến hết hạn vào ngày 18 tháng 5 sẽ được gia hạn thêm 2 tháng. Sau đó, Bộ trưởng Cộng đồng, Lãnh thổ và Phát triển Cơ sở Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kurakov cũng xác nhận thỏa thuận ngũ cốc đã được gia hạn. Thỏa thuận ngũ cốc sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến ngày 18 tháng 7 năm nay. Thế giới sẽ tiếp tục nhận được các sản phẩm của Ukraine dưới sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và Tổ chức Liên Hợp Quốc. Ông Kurakov viết trên Facebook, chúng tôi biết ơn các đối tác của mình, những người vẫn luôn duy trì lập trường kiên định về điều kiện của thỏa thuận và dựa trên các điều khoản đã được ký kết bởi tất cả các bên. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đã xác nhận việc gia hạn sáng kiến Biển Đen. Tuy nhiên, bà Zakharova cho rằng những sai lệch trong việc thực hiện thỏa thuận ngũ cốc nói trên cần được điều chỉnh sớm nhất có thể. Trước đó, Reuters đưa tin vào hôm 17 tháng 5, Điện Kremlin cho biết sẽ không thảo luận các giả định về việc Nga sẽ làm gì nếu thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen chấm dứt.
Moscow từng cho biết sẽ không tiếp tục gia hạn thỏa thuận ngũ cốc sau ngày 18 tháng 5 nếu các yêu cầu của Nga liên quan trao đổi thương mại các sản phẩm nông nghiệp của nước này không được đáp ứng. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được ký giữa Nga và Ukraine hồi tháng 7 năm ngoái với vai trò trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu vốn đã trở nên trầm trọng hơn kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Trong đó, đại diện Nga và Liên Hợp Quốc đã ký bản ghi nhớ về việc tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của nước này ra thị trường thế giới trong 3 năm. Trong khi đó, phái đoàn Ukraine ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về hoạt động xuất khẩu ngũ cốc. Moscow đã đồng ý gia hạn thỏa thuận này thêm 120 ngày vào hồi tháng 11 năm 2022. Nhưng đến tháng 3 năm nay, phía Nga chỉ đồng ý gia hạn thêm 60 ngày nữa. Ở diễn biến khác, Sputnik vào ngày 17 tháng 5 đưa tin các bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc đã thiết lập một đường dây nóng hồi đầu tuần này, được gọi là cơ chế liên lạc trên không và trên biển. Đây là một phần trong nỗ lực duy trì liên lạc khi khủng hoảng hình thành trong quan hệ hai nước kể từ năm 2018. Theo Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tướng Lý Thượng Phúc đã điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Yasukazu Hamada trong khoảng 20 phút và trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và quốc phòng. Phía Bắc Kinh khẳng định việc thiết lập và vận hành đường dây nóng là biện pháp thiết thực, tuân theo sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, qua đó tăng cường khả năng quản lý và kiểm soát các khủng hoảng trên biển và trên không, góp phần bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Trong khi đó, phía Tokyo nói rằng cơ chế liên lạc mới đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin giữa Trung và Nhật và tránh các sự cố bất ngờ. Trong khi đó, truyền thông nhà nước KCNA đưa tin vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một trạm vệ tinh quân sự vào thứ Ba ngày 16 tháng 5. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào hôm 16 tháng 5 đã thị sát một trạm vệ tinh quân sự. Các bức ảnh được đài truyền hình nhà nước KRT của Triều Tiên công bố cho thấy ông Kim cùng với con gái trò chuyện với các quan chức trong khi thị sát cơ sở. Theo truyền thông nhà nước, ông Kim đã thông qua các bước tiếp theo trong kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của Triều Tiên. Ông Kim cho biết việc phóng thành công vệ tinh này là một yêu cầu cấp thiết đối với môi trường an ninh của hiện nay. Đài KRT không cho biết thời gian cụ thể tiến hành vụ phóng. Các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Bắc Phi. Trong bối cảnh đó, kế hoạch ứng phó nhân đạo của Liên Hợp Quốc đặt mục tiêu kêu gọi số tiền quyên góp 2,56 tỷ đô la để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng trong xung đột ở Sudan, một quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc cho biết vào hôm 17 tháng 5. Ông Ramesh Rajasingham, người đứng đầu văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, số tiền gần 2,6 tỷ đô la sẽ là khoản tiền kêu gọi quyên góp lớn nhất từ trước đến nay để hỗ trợ nhân đạo cho Sudan. Hiện giờ, 25 triệu người Sudan chiếm hơn một nửa dân số cần được bảo vệ và viện trợ nhân đạo. Đây là con số cao nhất mà chúng tôi từng thấy ở đất nước này, ông nói thêm. Theo kế hoạch, số tiền gần 2,6 tỷ đô la mà Liên Hợp Quốc kêu gọi có thể giúp đỡ phần nào cho 18 triệu người có nhu cầu. Xung đột giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự ASF đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng, có nguy cơ tạo nên bất ổn kéo dài ở khu vực. Cho đến nay, giao tranh dữ dội đã khiến hơn 700.000 người phải di tản ở Sudan và 200.000 người khác chạy sang các nước láng giềng. Một thông tin liên quan đến kinh tế, theo Reuters, giám đốc điều hành công ty Tesla, ông Elon Musk, vào hôm 16 tháng 5 cảnh báo nhà sản xuất xe điện lớn nhất nước Mỹ sẽ không thể tránh khỏi sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu, điều mà ông cho là sẽ siêu tồi tệ trong 12 tháng tới. Theo đó, tại cuộc họp cổ đông thường niên của công ty diễn ra tại thành phố Austin, thuộc tiểu bang Texas, Mỹ, ông Musk đã trình bày về nhu cầu về xe ô tô và lộ trình để Tesla có doanh thu cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong một nền kinh tế chậm phát triển. Đồng thời cho biết ông sẽ tiến hành kiểm toán bên thứ ba đối với các mỏ coban, nơi cung cấp nguyên liệu chính để sản xuất pin điện cho ô tô Tesla. Bên cạnh đó, vị tỷ phú cho biết có dấu hiệu cho thấy thời điểm sắp tới sẽ rất khó khăn, ngay cả đối với Tesla, một doanh nghiệp dẫn đầu thị trường ô tô điện hiện nay. Do đó, ông đã lên kế hoạch đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm của mình, điều mà ông chưa từng làm trước đó. Tesla sẽ không thể tránh khỏi môi trường kinh tế toàn cầu. Tôi cho rằng mọi thứ sẽ khó khăn ở mức kinh tế vĩ mô, ít nhất trong 12 tháng tới. Phi tỷ phú ăn mặc giản dị trong chiếc áo phông đen và quần dài cho biết.
Cũng trong cuộc họp, các cổ đông đã bỏ phiếu bổ nhiệm người đồng sáng lập và là cựu giám đốc công nghệ của công ty, ông JP Stauber, và hội đồng quản trị. Tuy nhiên, công ty tư vấn ủy quyền Glass Lewis đã kêu gọi các nhà đầu tư bỏ phiếu chống lại việc bổ nhiệm ông Stauber với lý do lo ngại về sự độc lập của ông. Thêm vào đó, họ cũng từ chối đề xuất công bố một báo cáo tìm cách thiết lập các kế hoạch kế nhiệm cho giám đốc điều hành Elon Musk. Tỷ phú Elon Musk đã phải chịu áp lực trong việc giải quyết những lo ngại của các nhà đầu tư về việc thiếu người kế nhiệm rõ ràng, nhu cầu giảm và chậm trễ trong việc giới thiệu các mẫu xe mới của hãng. Thêm vào đó, việc mua lại Twitter hồi tháng 10 năm ngoái cũng khiến vị tỷ phú chịu áp lực phải xoay chuyển tình hình trong bối cảnh nền tảng mạng xã hội này vốn đã gặp khó khăn từ trước. Cổ phiếu Tesla đóng cửa không đổi ở mức 166,52 đô la Mỹ vào 16 tháng 5 và tăng 0,6% trong giao dịch sau giờ làm việc. Cổ phiếu của doanh nghiệp này đã giảm khoảng 60% so với mức cao kỷ lục trong tháng 11 năm 2021 do bị ảnh hưởng bởi sự phân tâm của ông Musk dành cho Twitter, cũng như nhu cầu về xe điện trên thị trường có chiều hướng giảm. Một số tin tức xã hội đáng chú ý, miền Bắc nước Ý đang trải qua đợt mưa bão dữ dội, khiến 21 dòng sông tràn bờ, kéo theo lở đất và nhiều ngôi làng chìm trong biển nước. Theo báo Guardian, ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán sau khi đợt bão càn quét tàn phá vùng Emilia-Romagna, miền Bắc nước Ý. Mọi người tìm nơi ẩn náu trên nóc nhà sau khi 21 con sông làm vỡ đê, nhấn chìm toàn bộ một thị trấn. Cơ quan bảo vệ dân sự Ý vào ngày 17 tháng 5 cảnh báo điều tồi tệ hơn có thể còn ở phía trước. Cơ quan này dự đoán mưa vẫn chưa dứt và Ý đang đối mặt với một tình huống rất phức tạp. Mưa lớn đã xảy ra trên khắp nước Ý trong những ngày gần đây, nhưng khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Emilia-Romagna, cùng với một phần của vùng trung tâm Marche, nơi có 12 người thiệt mạng trong lũ lụt vào hồi tháng 9 năm ngoái. Trong khi đó, đúng như cảnh báo, lở đá xảy ra ở vùng núi thuộc khu vực quanh hồ nước Brin, bang Romande, miền đông Thụy Sĩ, giới chức dự kiến sẽ có thêm lở đá trong những ngày tới. Trước đó, chính quyền tối ngày 12 tháng 5 đã hoàn tất sơ tán cho khoảng 100 cư dân ở ngôi làng miền núi nhỏ bé. Giới chức lo ngại các tảng đá lớn từ sườn núi có thể chôn vùi cả làng. Chính quyền địa phương cho biết khu vực Brin đang gặp rủi ro lớn vì 2,6 triệu mét khối đá có thể sớm vỡ ra khỏi núi, chôn vùi những ngôi nhà cổ kính bên dưới. Chính phủ Thụy Sĩ nhận định biến đổi khí hậu đang khiến nước này đối mặt với hiểm họa tự nhiên nghiêm trọng hơn, bao gồm sự gia tăng sói mòn do nhiệt độ tăng cao. Theo Reuters, video được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây cho thấy san hô sinh sản ở ngoài khơi Okinawa, Nhật Bản. Đoạn phim ghi lại vào hôm 12 tháng 5 khi hàng loạt san hô phóng ra cơn bão giao tử vào đại dương. Giao tử là một đơn vị cấu trúc sinh học hoàn chỉnh, có thể trực tiếp tham gia thụ tinh để tạo thành hợp tử. Trong đoạn phim, hàng nghìn giao tử đang trôi nổi dưới đáy biển. Phần lớn đảo Okinawa được các dạng san hô vây quanh. Chúng thường chỉ sinh sản một lần mỗi năm, trong quãng thời gian ngắn ngủi từ vài ngày đến một tuần. Khác với lầm tưởng của nhiều người, san hô không phải thực vật mà là các động vật biển tồn tại dưới các dạng thể polyp nhỏ giống hải quỷ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể giống hệt nhau. Các cá thể này tiết ra carbonate axit để tạo bộ xương cứng, xây nên các dạng san hô tại các vùng biển nhiệt đới. Mỗi lần san hô phát triển nhờ sự sinh sản vô tính từ các polyp, san hô còn sinh sản hữu tính bằng các giao tử được giải phóng đồng thời trong giai đoạn từ khoảng vài đêm liên tiếp trong kỳ trăng tròn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.